Anh Khoa mến chào quý khán thính giả đang đến với chương trình đọc truyện online. Và ngày hôm nay xin được giới thiệu với tất cả quý vị thể loại đam mỹ cùng truyện đọc thượng ẩn phần 3 từ tác giả Catherine, nguồn truyện sschuyen.com. Xin được cảm ơn các bạn một lần nữa. Chương 64, Vô tận. Buổi tối hôm đó mọi người cùng nhau tập hợp tại dạ tiệc đêm trong đại sảnh. Tính ra thì Hải Nhân đã chiếm trọn chỗ này, đâu đâu cũng là đồng nghiệp hàn huyên, trò chuyện trên trời dưới đất rất vui vẻ. Thú thật làm tổng tài và nhân viên cấp cao cũng có phần nhàm chán, đó là nhìn qua nhìn lại chỉ có 5 người ngồi cùng nhau. Với cô Hải mà nói thì giai đoạn lúc đó chỉ có 2 người mới được coi là thú vị, còn 5 người ngồi đây chẳng khác gì khỉ già nhìn nhau, thật là bực bối mà. Thôi, cô Hải xua xua tay. Đông Triệt, cậu cùng Nhã Tĩnh qua bàn khác ăn đi. Tiểu Trương tìm nói phụ nữ phòng nhân sự đi. Tôi và Nhân Tử thì ngồi ở đây, nhìn nhau cũng chẳng làm gì, cứ tùy tiện tìm góc riêng cho tự do. Cô Hải nhìn riết chịu hết nổi, phải lên tiếng đuổi người. Nhưng việc đuổi người không kêu gọi là thô lỗ, vì ai cũng đang có tâm ý như vậy. Diêm Nhã Tĩnh và Đông Triệt vốn đã muốn tách riêng từ đâu rồi, nhưng sợ rồi nói là không bị coi trọng bạn bè. Ai ngờ bây giờ cô Hải chẳng thèm để họ vào mắt, thẳng thừng tống đi. Trương Đằng là ai chứ, là chú chim nhỏ thích bay nhảy. Và hơn hết, cậu hiện tại đang độc thân. Độc thân đó, đối diện trước mặt mà hai cặp đôi cứ liếc mắt đưa tình ám muội thì thật là dễ chịu ghê. Giờ đây mỗi nhà một góc, ai nhìn vào đều nghĩ chắc là nội bộ cấp trên không mấy thân thiết với nhau. Tiện thể lôi Trương Đằng vào hỏi, này tổng tài và phó tổng không hòa hợp à, sao bọn họ ngồi tách riêng thế kia? Tiểu Trương liếc một ánh mắt sân si về bốn người đó rồi nhàm chán trả lời, không hợp, thật sự bây giờ đang không hợp. Thật ra y đang tự nói y đúng hơn, người ta có đôi có cặp đương nhiên không thấy hợp rồi, còn giữa y và đám người Diêm Nhã Tĩnh, Đông Triệt, Cố Hải và Lạc Nhân căn bản là không tồn tại ái ngại nên không cần khách sáo làm chi. Trong lúc ăn uống, cô Hải chăm lo rất nhiệt tình, dù là hình thức buffet, nhưng bà Lạc Nhân chỉ ngồi yên một chỗ bấm điện thoại, bao nhiêu thức ăn đều được cô Hải đích thân chọn mang về. Có vẻ hơi khoa trương nhưng nguyên nhân là bởi vì cậu mệt, thân dưới có cảm giác ê ẩm. Điều do tên kia Hải thì bây giờ hắn vội vàng bù đắp cũng đương nhiên rồi. Cô Hải coi như coi bộ khá khoái chí, hầu hạ vợ là nhiệm vụ thiêng liêng lắm nha. Nhất là khi vừa làm xong người kia không thoải mái, hắn chút tâm tư ra chăm sóc cũng như coi có chút tư vị sảng khoái, chứng minh chuyện giường chiếu của hai người rất phong phú và rất mặn nồng. Ăn đi, món này cậu thích đó. Cố tổng đưa đĩa thức ăn vừa lấy được cho bà tổng. Ồ, đám nhân viên cách một lớp kính dễ dàng nhìn thấy cảnh tượng phúc lợi. Sau đó xí xô xí xào, xem kìa, cô có nhìn thấy không? Đúng là ân ái quá mà. Đúng, trước họ rất là kính tiếng, cứ ở trên tầng cao nhất rất là khó tiếp cận. Lần này xem như được tường tận rồi. Cô xem cố tổng bình thường nhu hòa, hiện tại vẫn đang rất nhu hòa. Bà tổng bình thường lạnh lùng, đối với cố tổng coi bộ cũng không khác mấy. Lời bàn tán mỗi lúc một nhiều, nhưng dường như rất ít tiêu cực. Vì sao chuyện vụ Phỉ Du, các nhân viên đã phần nào hiểu rõ con người của bà Lạc Nhân. Cậu không những quyết đoán trong cách xử lý mọi việc và còn tốt bụng nữa, chỉ là do bề ngoài hơi băng lãnh nên khiến người khác dễ hiểu lầm thôi. Nhưng bà Lạc Nhân thì không cảm thấy thoải mái lắm. Ban đầu tôi từ chối đi cũng vì không muốn chịu cảnh này tự nhiên bị biến thành tâm điểm, thật là phiền phức mà. Cô Hải bất giác nhìn về phía khu vực nhân viên, lập tức không khí trở nên im lặng hẳn. Hắn quay lại cười hắc hắc, đâu có sao, mọi người đang ngưỡng mộ chúng ta đó. Cô Hải vui nhất rồi, được lôi vợ đi theo, được chăm sóc vợ trước mặt mọi người, bao nhiêu thứ vui sướng hắn hưởng đủ, chỉ còn tội cho bà Lạc Nhân. Thật ra cậu không thích chút nào, không phải không thích đi cùng Cố Hải mà là không thích xuất đầu lộ diện trước mặt nhiều người, cảm giác bị soi mói thật là khó chịu, nên đâm ra cả buổi ăn uống không được thoải mái. Thái độ của Bạch tổng làm sao qua khỏi nhãn quan của Cố tổng? Thức ăn không vừa miệng không? Người kia tùy tiện lắc đầu, vậy thì không khỏe chỗ nào. Vương người qua định làm thêm màn sờ trán ân ái, lập tức né sang, không, tôi không sao, cậu ăn nhanh rồi chúng ta về phòng. À, thì ra là muốn nữa. Cô hốt vô lại, muốn cái đầu cậu á, tôi không thích bị quá nhiều người nhìn, tôi cảm thấy bức bối lắm. Cố Hải lại ra nhìn đám nhân viên rồi lại chăm chú nhìn người đối diện, nói bằng giọng êm ái đến đáng sợ, cậu không muốn người khác nhìn thấy chúng ta đến thế sao? Bà Lạc Nhân hơi chột dạ, cậu không có ý như vậy, chỉ là cậu không thích phô trương. Vừa định mở miệng ra giải thích thì đã nhận ngay một nụ cười nhạt từ người kia. Quái lạ, cớ làm sao tôi lại luôn cảm thấy thích thú? Rồi xong, cô Hải lại tự ăn giấm chua, hắn là đầu lừa. Nhà hắn đang nghĩ bà Lạc Nhân vẫn còn ngại khi sánh đôi cùng hắn, xong suy diễn ra thêm là cậu chịu hắn lắm, chán ghét lắm, vân vân, may may.
Trong những tình cảm cũng có nhiều loại người, người thích phô trương, người ưa thầm kín. Dù là loại người nào thì không có nghĩa là bên trong họ xúc cảm không đậm đầy. Người ta nói đừng nhìn mặt bắt hình dong, cũng giống như cái cách thể hiện có thể sẽ khác nhau, nhưng tâm can chưa chắc đã cạn dầu. Cô Hải thích phô trương nhưng Bạch Lạc Nhân lại ưa thầm kín. Dựa vào đó kết luận cô Hải đang yêu, còn Bạch Lạc Nhân không yêu thì có đúng không? Hẳn là không rồi. Nếu không yêu thì vốn dĩ bản thân không muốn bị soi mói vẫn đồng ý chiều lòng đối phương đi nghỉ dưỡng. Đó là cách yêu của Bạch Lạc Nhân. Nhưng ông tướng Cố Hải luôn thích tự đập bình mà. Hắn đập hết bình này đến bình kia, dù biết vợ mình không có ý đó hắn, xong vẫn cứ đập bất chấp. Điển hình là bây giờ mặt mũi tối thui, cắm cúi ăn cơm không thèm nói với Lạc Nhân câu nào. Bạch Lạc Nhân không biết phải làm sao đành chuyển chủ đề. Hôm nay lễ nghỉ đông của Mạnh Thông Thiên kết thúc, gia đình đang thu dọn chuẩn bị bay đến đây. Ngày mai cho sách ra sân bay đón họ, cậu có muốn đi cùng không? Cô Hải dù có giận cũng biết Phương nặng nhẹ, chuyện này đâu thể làm lơ được. Hắn không tình nguyện nói, tôi sắp xếp Trương Đàn đi đón rồi, ngày mai chúng ta phải ăn cơm chào hỏi Diệp Tuấn Thần, hay là cậu lại không muốn người khác nhìn thấy? Hết cách, và Lạc Nhân không nói gì cả, chỉ tiếp tục ăn cho xong. Mà kể hắn giận thì giận đi, cậu không rảnh hơi đâu mà giải thích. Có ngon thì giận luôn, nguyên đêm nay cậu càng khỏe. Nghĩ thế tâm tình liền tốt hơn, một mạch ăn hết thức ăn rồi đứng dậy về phòng trước. Cô Hải không đuổi theo, vẫn cố gắng làm mặt lạnh nhưng thực tâm là đang chiêm nghiệm. Giận, chiến tranh lạnh, không trò chuyện, không thân mật, không thể làm xuyên đêm, chết, tổn thất quá lớn. Vậy không được, không được, phải nhanh chóng làm hòa, phải chạy theo, nhất định phải chạy theo. Bây giờ cố chậm hiểu mới công đức lên đuổi tới. Bạch Lạc Nhân đã đi được một quãng xa rồi. Đám nhân viên thì không rõ là chuyện gì, nhưng Diêm Nhã Tĩnh thì rất rõ. Cô ngồi cùng Đông Triệt ở khu vực VIP nên có thể quan sát thấy biểu hiện của hai người kia khá là bất thường, đoán chắc đã giận hờn nhau. Tiếp theo cô trông thấy Cố Hải dẹp bỏ mặt mũi đuổi theo Bạch Lạc Nhân, vừa trong lòng dấy lên một chút tư vị khó tả, vừa ngưỡng mộ vừa ganh tị. Như đã nói từ đầu, đối với cô, Cố Hải là một tượng đài khó ai đánh sập nổi, kể cả Đông Triệt. Cô theo Cố Hải gần ấy năm trời, cũng đã yêu anh gần ấy năm, không đòi hỏi hay ganh đua gì, vẫn thả tâm can mình xuôi theo dòng nước chảy. Nay nhìn thấy anh yên vui vì một người trút hết ruột gan mà đối đãi, cô đương nhiên là có chút chút cay trong lòng, không hẳn là quá cay, chỉ là hơi cảm thấy xót xa. Thế còn Đông Triệt, cô yêu Đông Triệt, vậy sao cô vẫn còn tư vị với tình cảnh trước mắt? Con người ta ai cũng có lòng tham, nhất là tình cảm, nó không hề có lý trí. Diêm Nhã Tĩnh đang chìm ngập trong hạnh phúc hiện thời, nhưng cô vẫn có chút lòng riêng đối với một miền hạnh phúc mà cô gọi là trọn vẹn hơn. Đông Triệt đối với cô là tình yêu, nhưng yêu thôi thì chưa đủ, còn Cố Hải thì đủ cả, duy chỉ thiếu tình yêu. Đừng vội trách người khác không có lập trường, trong tình yêu đừng nói đến vấn đề đó. Trái tim con người rất kỳ diệu nhưng đôi khi cũng rất khốn nạn. Nó đang chứa đựng trăm ngàn ưu ái cho một người, vẫn có thể rung động trước một người khác đang đau đớn cùng cực. Nó lại muốn khiến ta mỉm cười, đang mỉm cười nó đột nhiên rỉ máu. Ái tình là không rào cản, ái tình là không lý do. Có sai trái thì cũng là trái tim buộc ta sai trái. Quan trọng ở chỗ lý trí có thắng nổi cảm tính hay không mà thôi. Điều đó quyết định cả một quá trình. Nhưng ai mà đoán được điều gì, Diêm Nhã Tĩnh có thể chỉ mang trong lòng chút tâm tư như thế thôi, không hơn không kém. Trong đời lắm lúc chúng ta cũng suy nghĩ lung tung mà, hết sức bình thường. Giờ chỉ còn trông cậy vào Đông Triệt nỗ lực yêu thương đến chiếm trọn trái tim mỹ nhân, thế là vui cả nhà. Nói về phía hai nam chính, Bạch Lạc Nhân không hề chạy về phòng mà lại đi ra phía sau khách sạn, là nơi để du khách ngắm nhìn cảnh vật núi tuyết ban đêm. Thật yên bình và hùng vĩ quá. Cậu hít sâu một hơi, chiêm nghiệm về cuộc đời mình tính đến thời điểm hiện tại. Rốt cuộc thì cậu vẫn phải thừa nhận, Cố Hải là một trong số những diễm phúc to lớn nhất mà cậu may mắn tìm thấy được. Còn lại là gia đình, bạn bè, sự nghiệp, mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt. Từ trừ tên đầu lừa kia suốt ngày giận dỗi ra thì không có gì để bàn. Vừa nhắc chuông điện thoại đã reo, đầu lừa gọi. Này, rốt cuộc cậu đang ở đâu đó? Giả vờ nói năng bất cần nhưng trong bụng đang lo lắng muốn chết. Bạch Lạc Nhân thở ra hơi đại hải, nghe thấy vợ gọi bằng giọng điệu ấm áp như vậy, ai lại không mềm lòng. Sao đấy? Tôi đang đứng ở một nơi rất đẹp nhưng chỉ có một mình tôi, bây giờ tôi chia sẻ nó với cậu, cậu sẽ đến đây chứ? Nói giọng nói này như là đang muốn trút bỏ hết thảy những bi ai hồng trần tận đáy lòng. Cậu nói gì vậy? Đến, đương nhiên đến rồi. Cố Đần đương nhiên chưa hiểu hết vấn đề. Cậu không sợ sao? Sợ cái gì? Sao hắn biết được?
Bà Lạc Nhân hiểu mà, nên tự mình nói sợ nơi này có nguy hiểm, hay là nói thật ra là không được đẹp cho lắm, hay là một nơi quá vắng vẻ không có ai nhìn thấy. Cậu chưa hỏi kỹ đã muốn đến đây, cô Hải chưa rõ lắm vì sao bà Lạc Nhân phơi bày cái tâm tình kỳ lạ này, nhưng hắn không quan tâm. Ở đâu có cậu, tôi sẽ liều mạng đến. Đại Hải, ở nơi này thì không ai có thể nhìn thấy chúng ta nữa, chỉ có chúng ta nhìn thấy lẫn nhau. Suy nghĩ kỹ rồi sẽ không hối hận chứ hả? Không mong cầu gì hơn. Cố dứt khoát, vậy thì cậu hãy men theo con đường nhỏ bên cạnh phòng đi, đi đến cuối phố cùng, cậu sẽ nhìn thấy tôi ở nơi mà không ai nhìn thấy. Nói xong câu này, bà Lạc Nhân cúp máy. Cố Hải đi theo lối mòn mà Lạc Nhân nói, đi một lúc thì cảm thấy không khí xung quanh dần dần trở nên trong trẻo hơn, gió lùa vào có chút lạnh nhưng thật thoải mái. Khung cảnh núi tuyết ban đêm mở ra trước mắt là khu vực được quy hoạch, nên đèn điện được thắp sáng ở các góc núi, cả dãy núi sừng sững về đêm vẫn lung linh và tuyệt đẹp vô ngần. Đến gần cuối đường, hắn thấy thấp thoáng xa xa có một căn chòi nhỏ, ánh đèn le lói soi rọi bóng người cao lớn hơn dưới mái hiên. Nhân tử, cô Hải lên tiếng gọi, người kia quay đầu dùng ánh mắt và nụ cười nhu tình rất nhân gian chào đón hắn đến với thế giới của cậu, một thế giới chỉ có bà Lạc Nhân và cô Hải, không miệng đời, không lòng người. Từ rất lâu cậu đã luôn yêu như vậy. Khoảnh khắc này, một người thì mời gọi, một người thì bị vẻ mặt đó cuốn hút đến ngất ngay. Trong đầu Cố Hải phải nói là không gợn chút tạp niệm. Hắn hiện tại chỉ nghĩ người trước mặt là bảo bối, tim gan là chân bảo vô giá. Dù có phải hy sinh như thế nào, hắn vẫn cương quyết giữ cậu lại cho riêng mình. Tuyệt đối không từ bỏ, vĩnh viễn không từ bỏ mà. Lại đây, bà Lạc Nhân mở lời đánh thức cơn si mê của Cố Hải. Sao thế, chần chừ, hối hận rồi à? Người bắt đầu chậm rãi bước đến, từng bước thật vững chắc, cầm lấy đôi tay ái nhân kéo cậu vào lòng, ôn nhu khó cưỡng, hành động như câu trả lời cho câu hỏi nghi vấn phía trên. Hắn không hề hối hận mà. Đối phương đương nhiên cũng rất phối hợp. Bà Lạc Nhân mặc cho bản thân nương tựa vào người này, sau một phần nào đó đỡ đần cho hắn, quan tâm hắn từ những cử chỉ thầm kín nhất, không khoa trương, không ồn ào. Cố Hải ồn ào đủ rồi, cậu chỉ mong khi trở về với cậu, hắn có thể yên tĩnh một chút, tận hưởng thế giới nội tâm của hai kẻ yêu nhau một chút, rồi lại tiếp tục ồn ào như bản thân hắn vốn dĩ. Như thế còn gì bằng hơn được chứ hả? Gió thổi không lạnh vì thứ trong lòng ngực của bọn họ đang rất ấm. Thời khắc này là vô tận. Chúng ta vừa nghe qua chương 64 của truyện đọc Thượng Ẩn phần 3 từ nữ tác giả Catherine. Và bây giờ anh Khoa xin được nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý khán thính giả trong lần đọc sau. Xin được chào và cảm ơn.